Thôi tao thấy không? Cái đầu vô. Cái sát đầu vô. Được chưa? Nghe chưa? Nghe rồi. Đẹp rồi. Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay tụi mình lại tiếp tục quay trở lại với thử thách. Thì hôm nay tụi mình sẽ làm một mâm hủ tiếu chai ở lòng hủ tiếu xào xào chai nha, siêu to không lồ, siêu to luôn. Đây là nguyên liệu, sẽ ăn hết cái mâm hủ tiếu này luôn. Lúc trước là mình làm cái mâm trái cây thì có những bạn comment là tại sao tụi mình ăn không hết, thì hôm nay tụi mình sẽ cố gắng thử hết là ăn hoàn thành ký hủ tiếu luôn. Đây là 1 ký hủ tiếu, nhưng mà nói 1 ký hủ tiếu thì nó rất là đơn giản, tại vì nó là hủ tiếu không, còn cái này mình làm là nguyên liệu nữa là nó rất là nhiều. Đúng nên rồi. Là thử thách cái ăn sẽ hai anh em sẽ ăn hết hay không. Cái mâm này tính luôn là cả 2 ký nữa. Mà là 3 ký hả? 3 ký, xào lại còn rồi. Chắc 2 ký. Để giới thiệu như cái nhà mình đây là có món gì đi. Có thì hôm gì? Nay có mình xào với bông thiên lý nè. Hẹ nè. Nấm. Đậu hũ. Chắc em phải có cái này rồi. Đậu que. Củ cải đỏ, thêm tí giá, thêm tí cải nữa. Còn không nguyên liệu không thể thiếu đó là hủ tiếu. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ sơ chế, xin mời cả nhà mình cùng nhau theo dõi nha. Tiếu này Khai đã trộn xong này. Giờ mình cho hành lá phi vô. Ý trời trời trời. Thì ăn chung với nhau là biết giống gì không? Giống gì? Bên hỏi. Này hả? Ừ. Bên hỏi người ta làm khô hơn anh. Nó có tí dầu cho nó rời rời ra hết. Rồi bây giờ mình cho phần đồ xào này vô. Thấy đầu xào nó nhiều hơn hủ tiếu luôn anh. Rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng thưởng thức cái món hủ tiếu chay xào tùm lum. Xào tùm lum. Xào tạm cảm. Xin mời cả nhà nha. Bây giờ thì một sở thích cho anh em sẽ ăn hết cái đống hủ tiếu này nha cả nhà. Phải gấp hủ tiếu đậu hũ nó ăn mới nổi chứ hủ tiếu không. Núm nữa. Rau cải hôm nay có đủ nữa, gấp ớt vô mến. À dài nè. Ớt đâu? Nè. Đây gấp cho. Đây ớt xào luôn. Đó, gấp cho gấp cho bạn á. Chơi luôn. Ghê không? Núm vô. Hủ tiếu này à có cái hương bông thiên lý nữa, nó thơm cả nhà. Tại sáng chợ có cái gì gom nấy. Rồi xin mời cả nhà nha, mình đây mình trang thêm miếng nước tương mình tự làm nữa. Đây cho tôi một miếng coi. Đây vô tương tỏi ớt hả? Đúng rồi, nhiều ít thôi nha, tôi ăn cay không được. Để ăn nước mắm hay gì không? Đây qua bên. Xin mời cả nhà. Thông dữ à? Ngon ngon. Ừ? Ngon. Làm gì vậy? Nó lòng thòng quá. Lòng thòng muốn gì? Mời cả nhà nha. Rồi xin mời cả nhà. Không biết là sao đây. Ừ. Ừ. Ngon.
Cái này mình chấm được. Chấm đậu hũ luôn. Hơi cay. Ớt à. Nước tương hơi cay. Có bà đó ớt à. Thử cái này ăn hết cái núi nào không? Em không tài. Nói thật với cả nhà luôn á là sáng giờ hai anh em nó cố tình là không ăn sáng. Chưa ăn gì luôn á. Đừng để bụng ăn cho thử gây thử thách cho cả nhà mình xem. Rất là đói. Mà giờ chết tươi thôi. Thật chứ. Cay quá. Cay hương vị mới ngon chứ. The the à, đâu cay không không? Lắm rồi đấy. Lắm. Dán mua nhiều hủ tiếu à? Mua 1 kg hủ tiếu. 1 kg hủ tiếu. Không có, tại sáng tôi đi tôi hỏi cái bà chủ bà bán đồ hàng bông nè. Ờ. Cái tôi hỏi chị hai người ăn 1 kg hủ tiếu đủ không? Cái bà cần nói. Đó, đủ dư sức. Cái bà kia bên mới nói. Hai người ạ. À? Đủ dư sức chơi đi, hai người. Trời. Đóng 1 kg luôn, dứt ký. Trời là trời. Không, đúng rồi, tôi nghĩ nó đúng. Với hai người á, mà hủ tiếu không mà ăn đủ. Mà không có rau. Mà tự nhiên cái bà nói vậy ta. Thôi hai tôi hỏi 1 kg ăn đủ không? Mới có 2 dĩa mà ná thở rồi. Tôi bán 1 kg ăn đủ không? Mới nói, tôi dư sức, chơi đi, dư sức. Đóng luôn. Nghĩ ra đi ta. Bán có tầm chúng hai người nói vậy, tao bán nửa ký thôi. Bán chỉ 1 kg. Nãy xào tưởng ít ăn hết ai giờ. Vô phương. Nó thắng rồi. 1 kg thế này là nếu đúng là phải 4 người ăn. Đúng rồi. Như là 4 người vừa. Hai người quá tốt. Mình có quyền trợ giúp không ta? Không. Mình có quyền trợ giúp không cả nhà? Giờ ngồi đây mình nhâm nhi nào xong mình vô. Đúng rồi, tại vì đâu có quy định là làm thời gian bao lâu mà hết đâu, quan trọng là phải ngồi hả. Ừ. thiếu thịt. Thịt bò luôn. Đúng rồi. Giờ tôi chạy đi mua thịt bò gì à? Thôi không được đâu. Nghĩ sao vậy? Thằng ngon nhà cuối cùng. Quên lấy làm chấm. Thì lấy ngon chứ bà. Thì lấy ngon. Thì bà lấy thằng ngon giả chưa hết nè. Rồi, không được, để tôi vét lại này. Ừ, thôi đi.
Đây, vô rắc miếng tiêu này. Luồn phát một. Trời chết rồi. Tạt vô. Miếng cuối cùng mà chết rồi. Cái này không nổi ta. Mày trộn nước tương luôn mày. Chết rồi. Không có được. Hai. Cái này. Cái này tôi phá hủ tiếu rồi. Còn biết nè. Thôi khỏi khỏi khỏi. Tương nhiều quá. Không nổi thiệt à. Tôi định cắn cố ép nhưng mà ép không nổi. Còn như đây nữa cả nhà ơi. Hết nổi à. Thật sự luôn là không ghét nhau được miếng nào nữa luôn á. Nhét ra đây. Thôi. Thua, đổ hàng. Rồi. Miếng nữa không ăn nổi nữa. Mà ăn miếng vô miếng nữa là ối ra luôn á. Không. Đúng rồi, bạn ráng ăn đi. Gì vậy? Không. Mình hoàn thành thử hết luôn. Thử hết luôn hả? Ăn không, ráng đi, tại vì mình giờ đang ăn, tôi ăn tôi lớn mà. Tôi lớn mà. Tôi ăn tôi lớn hả? Ừ, ráng ăn đi. Ăn từ từ thôi thì được. Tôi đâu có ăn nhanh nhưng mà ăn nhanh không nổi. Ăn nhanh mà nó dội ra không. Ơi. Cái gì? Ơi. Giờ tới cái tuổi nhơi với tôi ăn tôi lớn gì. Biết cái tuổi nhơi không? Cái này là bé biến ăn. Bé biến ăn. Giờ là bé. Giờ bị biến ăn rồi. Dạ không bằng tôi ăn tôi lớn mà tôi giờ bị biến, bé bị biến ăn rồi. Cái môi móc mà tôi thấy. Xương. Xương đâu? Không có xương không? Không có. Không phải. Vỏ tỏi. Xương. Tự dài có xương. Tào là. Được rồi, vừa ói ai luôn á. Ông cười, ói ra lỗ mũi. Đừng có cười. Cười mà em ra lỗ mũi á. Ăn miệng mà ra lỗ mũi à. Nó bị sặc sặc. Tôi coi coi mến lùng lùng như tốt ăn lắm cả nhà ơi. Ăn nhai chậm như bò vậy. nhai chậm mà ăn chắc mà ăn lâu nữa. Không có biết tôi nói gì không gì bò thôi nhai lại là sao. Ăn cái miệng hồi đó nó trào lên nhai lại. Đúng rồi. Bò là đúng rồi bò nhai lại á. Đúng rồi. Rồi không nhai lại mà. Hồi đó tôi có đi học mà. Học ha. Ừ. Hôm nay trời đông xanh mát ha. Không mưa. Thấy rồi nha. Mến chơi bỏ. Không có đâu. Không có rồi hả? Không có. Đây đây. Không có. Đổ một miếng luôn. Hãy ăn cho hết chứ. Rồi thôi. Cô cũng thơm cái nhà này. Mừng quá. Bé đây là bé được cắm cờ. Bé ăn giỏi luôn cắm cờ. Đấy, ngày qua hương lý giờ tưởng tượng tôi đang ăn mướp. Ối lộng ăn khổ qua vậy. Không đắng. Nhanh đi. Mày ăn chậm mày chắc hơn. Trời chết. Chết. Sao nó cắn dữ vậy? Ôi da. Nhầm luôn không được. Đây rồi đây tất hại chị ăn hết cái mâm hủ tiếu xào này cả nhà. Nó khó chịu.
rất là khó chịu luôn. Thôi giờ để cho anh Kha đi bệnh viện cả nhà ơi. Thôi rồi, hồi anh em cũng cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo của các miền Tây nha. Tạm biệt cả nhà. Đi bộ hứng. Ai? Nói là luôn á. Đừng có động.